Đây, đi dạo phố Sầm Sơn. Đấy, mấy cây dừa đây. Sao là phải tắm đấy. Xa xa. Khách vẫn đang tắm biển đấy. Đây đấy các khu vực. Đây là đường phố đây, Hồ Xuân Hương. Đấy, xe mất rồi đó. Tiến sang để chia sẻ với các bạn. Đây là đường phố Hồ Xuân Hương, một đường phố của thành phố Sầm Sơn, phố biển, tôi gọi là phố biển.
quay hướng xe. Xe đường ấp. Muốn sang đường cũng hơi khó. Chỗ này không phải cứu hộ nên mình phải chấp hành đúng an toàn thì ta mới sang. Đấy. Đấy, đánh vòng. Đó, ta sẽ đi vào cái vỉa hè. Đó, đi bộ đi phố để chia sẻ với các bạn. Rồi. Bác cao xích lô. Đây có dùng không? Đó, xa ra thì có dùng. Một đường phố Hồ Xuân Hương được gọi là phố biển của Sầm Sơn. Đấy, đi xa xa bên kia. Đấy, đây là biển. Tôi sẽ đi bộ một đoạn để mình chia sẻ với các bạn. Phố Hồ Xuân Hương, phố biển Sầm Sơn. Hè năm 2024, giữa trời lặng. Đây tôi đã quay lại phía sau. Phương tiện có đông không? Đấy, khá là đông, đấy, chạy qua đường. Đấy, chia sẻ với quý vị các bạn là phố Hồ Xuân Hương và phố biển Sầm Sơn. À, những cây dừa mọc vào ven bờ biển Sầm Sơn. Đấy, bộ khu cửa ngõ của Sầm Sơn, đường phố của Sầm Sơn, đường phố biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, ngay cạnh biển luôn. Quay lại phía sau cái biển, đấy, phía đằng sau đấy, hàng cây dừa đấy, là biển, bãi biển phía sau.